Tuấn Hùng đã cùng với những người anh em với giọng hát của anh Khoa đã ra được album mới mang tên là Con Đường Không Tên. Đấy là một hướng đi mà tôi cho rằng là nó rất là tốt, bởi vì là chẳng còn cách nào để mà tưởng nhớ anh Lập. Mạnh mẽ nhất một việc là mình phải sáng tác tiếp, mình phải đi tiếp, mình phải làm cho cái tên Bức Tường nó luôn luôn được nhiều người nhắc đến. Ngày nào người ta còn nhắc đến Bức Tường thì vẫn còn rất nhiều người nhớ đến anh Lập. Còn nhiều phép màu chẳng cho những ai chỉ ngồi yên, đừng chờ bàn tay chớ che trên suốt con đường còn chăng chờ. Thì khi mà Trần Lập mất thì tôi đã hơi nghi ngờ về khả năng tồn tại tiếp tục của Bức Tường, nhưng rất may là các bạn ấy đã quay trở lại một khoảng thời gian không phải là lâu như tôi nghĩ. Nhưng mà sau khi Trần Lập ra đi rồi thì cái linh hồn của anh ấy, cái năng lượng của anh nó vẫn còn nguyên trong ban nhạc, và cũng giúp cho các thành viên còn lại sáng tác được một số cái bài cũng rất là hay trong album số 6. Mình cũng không thể cứ nói chuyện về quá khứ. Nếu mà ban nhạc vẫn còn tiếp tục đi, cái chuyện có một anh Trần Lập mới thì sẽ không. Nhưng mà cái sự mà dám đi tiếp ấy, vượt qua được cái mất mát ấy, thì có lẽ là em nghĩ là cũng làm cho anh Trần Lập cảm thấy rất là vui. Có lẽ cái đóng góp cuối cùng của Trần Lập sau khi anh mất đi là cái tinh thần mà anh để lại cho các bạn đồng nghiệp của mình.